just couldn't cope. Nếu các bạn thích cái thể loại zombie này thì các bạn có thể tìm xem những cái bộ phim liên quan đến cái thể loại này. Và đặc biệt là cái phim The Walking Dead thì cũng rất là nổi tiếng đúng không nào? Cũng có mấy season rồi. Lee showed her kindness, but she game là cái phần ra sau nhất. Đầu tiên là truyện tranh, sau đó là đến phim. Rồi bây giờ là đến game. He protected me as long as he could. Nhưng mà các bạn có thể yên tâm, đó là mỗi cái thì nó không giống nhau đâu. Bởi vì mỗi cái phần phim hoặc là truyện tranh hoặc là cái game này thì thường có những đạo diễn khác nhau, cũng như là những người sáng tác kịch bản khác nhau, cho nên là họ thường biến thể theo những cái suy nghĩ của họ, những cái ý tưởng của họ, khiến cho mọi thứ đều trở nên mới lạ, chứ nó không hề giống nhau đâu. Các bạn có thể yên tâm về điều đó. Cái này thì có thể lấy ví dụ đơn giản nhất chính là cái phần phần phim về siêu anh hùng của MCU ấy, các bạn đâu nhỉ? Có cái này nổi tiếng nhá, MCU cái gì ta? Marvel ấy, đúng rồi, của Marvel ấy. Thì truyện tranh và phim thì mặc dù là dùng chung một cốt truyện nhưng mà thực sự là nó thể hiện rất là khác nhau. Đó là chính là cái tạo nên sức hấp dẫn của hai cái thể loại khác nhau, đó là phim ảnh và truyện tranh, đúng không nào? Thì cái game Walking Dead này cũng không khác, có thể nói là không khác gì. Onway, keep moving. Ta có chọn ra cái à? Keep giao hệ, what? Di chuyển, liên tục. It always keep moving, as much as you can. Hey, chúng ta thậm chí còn có thể chọn lời thoại nhá. What the hell? Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. I shot Lee, or let him turn. He told me to leave him. Đương nhiên là không giết rồi. And I did. I met another group. Vậy là ngay từ khi vào đầu game chúng ta đã có thể quyết định cốt truyện của tựa game rồi. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. What? But the mom didn't. Vậy luôn vậy. And I started to take care of him. But then Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. Vậy luôn vậy. And without Lee around, I had to make the call. Thôi, bắn rồi. I stopped Kenny. Finally gave him peace. It turned out AJ was alive. Jane hid him to make a point. Mới vào đầu phần cốt truyện thôi mà chúng ta đã thấy mọi thứ có vẻ khá tàn khốc đúng không nào? I still stay with Jane. Ở lại với Jenny. I still decided we were better together, for AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of. Nếu các bạn có vốn tiếng Anh tốt thì các bạn có thể đó là hiểu rõ được cái phần cốt truyện từ đầu rồi. Như vậy các bạn khi các bạn chơi thì các bạn sẽ game các bạn sẽ hiểu được phần cốt truyện của nó. Let it be checked. I thought maybe they were right. I said my goodbyes. I regretted it later. Chào đứa trẻ đâu ạ? I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place. Đây, hai nhân vật chính của chúng ta trong cái phần game này đấy các bạn. Chính là cô gái và cậu nhóc này. And I'll protect him with my life, just like Lee did for me. Đó thì là phần mở đầu của cái game The Walking Dead Final Season rồi các bạn. Và các bạn hãy nhớ đây chỉ là tập 1 mà thôi. Chúng ta còn 3 tập nữa và nó sẽ phát hành sau. Như vậy là chúng ta vẫn có thể đó là chờ đợi được cái phần game này nó sẽ tiến triển ra sao đúng không nào? Không chỉ riêng cái phần 1 này, tập 1 này. Bây giờ thì load game rồi. Trời ơi. You make the story started behind you play. Cái cốt truyện của tựa game này sẽ phát triển theo cái cách chơi của chúng ta các bạn ạ. Nó sẽ tiến triển theo cái lựa chọn ra trong tựa game này thông qua các cái cuộc hội thoại, nhưng không giống kiểu vừa rồi các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể phát triển cái cốt truyện theo ý muốn của các bạn, cũng như là những cái quyết định của các bạn sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện. Có thể hiểu đơn giản như vậy nhưng mình hơi lòng vòng về.
Cái gì đây? Eo. Ở đây zombie phổ biến quá nhỉ. Đây, đây là cái lối thiết kế nhân vật theo kiểu comic kìa các bạn. Nhìn khá là đẹp đúng không nào? Nét. Nhìn mặt nó nhóc. Hey, what's up boy? Nhóc con ngồi nghịch súng bãi lúa vậy. What you doing there, goofball? Ai, quên bật sub rồi. Gameplay. Đâu nhỉ? Phần sub ở đâu ấy nhỉ? Audio display. À đây, sub tít lên đây. Đúng game. Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. Quack. Cái này bắt buộc phải chơi theo từ theo tất cả các bạn, không có tua được cái nào hết. I'm too big for it. But I like football. How about shirt bird? Someone on like football. Oh, I've always called you goofball. It's time for you to stop. It's Alvin Jr. AJ still work? AJ still works. Cái này thì cho dù nó có nói chuyện thì nó cũng nói chuyện theo kiểu nước ngoài. Chúng ta có, dù cho chúng ta có dịch được ấy, thì nó cũng khá là khó hiểu ấy. Đói rồi. Kiếm đồ ăn. À, ghép magazine. Thôi, đọc tạm tờ báo ơi. Tôi không thích đọc. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place oven. Cream, vanilla beans into a saucepan and bring to a boil. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Sonaga. Here you go. About all we got. Bim bim. What about you? Còn cô thì sao, có ăn không? We'll find something else soon. Chúng ta sẽ tìm thứ gì đó ổn sau thôi. I believe you. Tôi tin cô. Mình không phù hợp với kiểu game ở chỗ nào cả. Mà thôi, có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Bởi vì mình phù hợp với cả những game hành động hơn, đúng không? Cho em thoát phát, cho em thoát phát. Ok, fine, đích thoát được luôn. Walking Dead Final Season. Được rồi, có lẽ mình sẽ dừng lại cái video ở đây thôi. Mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cài đặt cái tựa game The Walking Dead Final Season EP1 xem nào. Để chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Mà mình nghĩ cái game này chơi cũng chả vui vẻ gì đâu. Cái cốt truyện thực sự nó xây dựng rất là buồn. Bởi vì nó có chiều sâu, và thứ hai là nó cũng chẳng có tí hành động gì cả. Cho nên là những ai mà thích theo kiểu chơi game yên tâm lý thì các bạn có thể tham khảo qua cái tựa game The Walking Dead Final Season đấy nhá. Còn sắp tới khi mà nó phát hành cái EP 2, 3, 4 ấy, thì lúc đó mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Cũng như là nếu các bạn Việt hóa thì mình sẽ rất sớm cập nhật cho các bạn, được chưa nào? Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.